từ khi sinh ra, bệnh viện trở thành nhà của Trúc Nhi, Diệu Nhi. Các gia đình nhỏ ở hẳn bệnh viện để các y bác sĩ chăm sóc. Có con đầu lòng là song thai, chị Thúy cũng như nhiều người mẹ khác hạnh phúc chờ con chào đời. Nhưng ở tuần 16, chị Thúy được bệnh viện cho biết hai con mình bị dính liền. Bàng hoàng, đau xót, nhưng bằng tất cả tình yêu thương mãnh liệt, người mẹ này đã giữ lại con mình dù cho hành trình phía trước sẽ rất sóng gió. Ngày 15 tháng 7, hai con bước vào cuộc đại phẫu như một lần nữa thử thách sự kiên cường trái tim người mẹ. Tâm trạng mình nó giống như nó thay đổi đột ngột. Không biết nói như thế nào nữa, nhưng mà nó rất là xúc động. Khi mà nhìn thấy con mình được đẩy đi vô suốt một khoảng thời gian rất là dài, khoảnh khắc mà hai bé đã tách rời nhau ra, rất là vui luôn, nghẹn. Vui mà không biết là diễn tả như thế nào để hết được cái niềm vui đó. Tại vì đó là cái giây phút mà gia đình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Cuộc đại phẫu kết thúc. Mỗi ngày một lần được vào thăm nhìn con, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc xót xa, để rồi chứng kiến những hồi phục từng bước của con, chị Thúy và anh Hoàng Anh đã phần nào nhẹ nhõm. Hôm nay, hai bé chính thức đã vượt qua những hành trình gian nan bước đầu, về nhà. Người ta đều mong chờ cái ngày mà bé nó khỏe lại được như thế này nè. Có thể là hơn nữa đi đứng này kia. Thì không riêng mẹ đâu, nhưng mà cũng nhiều người ta cũng mong chờ cái điều đó. Cảm thấy rất là vui. Ngủ mà nằm mơ cũng không thể nào mà tưởng tượng được. Mà khi mà nó có thể là nó đi đứng hoạt động ngồi như vậy, rồi chơi đùa lại như vậy. Cảm giác giống như là khi mà mình thấy nó khác. Nó vui lắm, rất là vui, không thể nào miêu tả được. Thưa quý vị, 5 tháng sau ca mổ tách dính thì Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có thể đứng vững đi một đoạn ngắn với sự trợ giúp của cha mẹ. Và xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu mới nhất của hai bé. Sáng 17 tháng 12, hai chị em 18 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng hàng trăm bạn nhỏ đón Giáng sinh. Các bé hào hứng theo dõi văn nghệ thiếu nhi, nhún nhảy theo nhạc và vuốt ve chú chim bồ câu đạo cụ ảo thuật. Tròn 5 tháng sống độc lập trong hai cơ thể riêng biệt, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã lớn lên nhiều. Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ bé cho biết khá vất vả khi cùng lúc phải chăm hai con trong độ tuổi tập đi tập nói. Tuy nhiên, nhìn các con phát triển khỏe mạnh, niềm vui đã lấn át nỗi cực. Còn bố của hai bé cho biết ở nhà hai bé nghịch hơn rất nhiều, thường tự bám vào thành giường hoặc là tường để tập đi, không cần bồng bế nhiều như trước. Mái tóc cả hai đã mọc dày hơn kể từ lúc phải cạo trọc để mổ tách.